Mình chào quý chú ha, tiếp tục hôm nay quay trở lại nhà vườn của anh Cường Lê ở lấp vò Đồng Tháp quý chú. Hôm nay có rất là nhiều mặt hoa mẫu đơn muốn giao lưu tới toàn thể quý chú nha. Rồi chào anh Cường. Chào Pháp Thái, chào quý bà con trên kênh YouTube của Pháp Thái. Hôm nay nhà vườn lấp vò có lên một số bông trang mẫu đơn lá chung giao lưu đến toàn thể bà con cô bác gần xa. Số điện thoại và số Zalo của nhà vườn là 0907 633 225. Kính mong bà con vô xem và ủng hộ nhà vườn. Rồi, đầu tiên mã số 1 là một cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm. Cây này búp lên nhiều nha quý cô chú. Cây có chiều cao 90. Cây phơm tàn đẹp, một cốt thoát thân. Thoát thân 30 bà con. Cây này em đo tuốt ở trên là hơn 6 hoành. Gốc lớn nha. Gốc còn sâu với nha bà con. Tím sen Vĩnh Châu, đây cái mặt hoa nè quý cô chú. Lên một hoa. Cốt thoát thân phơm tàn đẹp. Lên hoa chùm về là nở rất đẹp nha. Rồi giá luôn anh, cây này búp quá. Mã số 1 này em giao lưu bà con là 500k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm. Tiếp theo em lên mã số 2, cây dàn sọc ánh kim đang lên nụ nha bà con. Đặc biệt vàng sọc ánh kim, cái búp của nó to hơn vàng sọc lá sắn rất là nhiều nha quý cô chú. Kéo sọc đỏ nè. Thời gian đứt lứa nên hôm nay trở lại còn được cây nữa quý cô chú ơi. Cây có chiều cao 75. Vàng sọc ánh kim. Cây này một cốt chắc khoảng 4 hoành bà con. Này từ con nó nhảy dưới này lên nè. Rồi, vàng sọc ánh kim này mình cho giá luôn anh. Mã số 2 cây vàng sọc ánh kim này em giao lưu bà con là 500k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 3, cây Mỹ vàng chanh, lá cẩm thạch nha bà con. Dọc này lá nó lên màu đốm trắng trắng rồi. Cây có chiều cao 95. Đặc biệt mặt hoa đang full ha. Thoát thân 45. Cây này một cốt vàng 6 hoành bà con. Đây mặt hoa là quý cô chú nở lên một cái rực rỡ ha. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 3 cây Mỹ vàng chanh này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi cây Mỹ vàng chanh. Tiếp theo mã số 4, em xin giao lưu bà con là cây Mỹ trắng đột biến từ Mỹ Hồng. Cây này một cốt giót đọt luôn nha quý cô chú. Và cái cánh hoa của dòng này thì từ Mỹ Hồng nên cái cánh hoa nó rất là to và màu trắng tinh khiết. Cây có chiều cao 85. Thoát thân 25. Vậy bà con cắt mấy tượng này dâm ra nha. Còn cốt trên này. Cây này một cốt ở dưới đây 5 hoành bà con. Dưới gốc. Rồi Mỹ trắng lá Mỹ Hồng. Mã số 4 cây Mỹ trắng này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên xin giao lưu bà con là cây vàng sọc đời đầu. Vàng sọc đời đầu, vàng sọc Bến Tre. Vàng sọc Tiền Giang. Ủa vàng sọc Tiền Giang, xin lỗi lộn. Vàng sọc Tiền Giang, vàng sọc đọt đỏ. Đời đầu cánh hoa nó rất là nét nha quý cô chú. Cánh này rất là to. Dòng này đáng sưu tầm nhân giống như sau này mình chơi cái phơm tàn một cốt giống như quý cô chú mà miền Bắc chơi cái phơm tàn vậy đó. Thì bao cho bà con nhân giống luôn. Cây có chiều cao 1m3. Cái này một cốt thoát thân thấp bà con. Cái này 7 hoành. Một cốt này lên 2 4 6 7 cái tược nha quý cô chú. Này về quý chú mình vô bầu rồi, vô chiếc á. Này lên búp rồi. Lấy một thân giữa làm cây một cốt thoát thân đây. Rồi, giá luôn anh. Mã số 5 cây vàng sọc đời đầu này em giao lưu bà con là 1,2 triệu, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo lên giao lưu bà con là cây mã số 6 là cây vàng sọc cánh bầu ghép. Ghép này cái đợt đầu á quý bà con ơi, nó bò nó liền hết rồi. Cái phôi thì một cốt sạch nha. Phôi mới rất là tròn. Và cực kỳ đẹp ha, lên sọc đậm.
Cây có chiều cao 65, thấp thân 20. Khôi nhớt nha bà con. Ghép có một bo mà nó lên vậy nè. Khôi nhớt gần 9 quành. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 6 cây vàng sọc cánh bầu ghép nè, em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 7, xin giao lưu bà con là cây phụng hoàng cam, cây một cốt thoát thằng tàn tứ diện nha bà con. Có một cái hoa nở và còn lại là lên búp hết trơn nha quý cô chú. Búp tròn rất là đẹp luôn. Cây này để bàn thì tuyệt vời luôn. Cây có chiều cao 60, thốt thân 25. Cây này một cốt 4 hoành bà con. Phụng hoàng cam. Rồi giá đúng không ạ? Mã số 7 cây phụng hoàng cam này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp thêm lên mã số 8, xin giao lưu bà con là cây Mỹ đỏ. Cây một cốt khó khăn tàn đẹp nha bà con. Màu hoa đỏ rực cơ quý cô chú, cuốn đỏ tươi luôn. Cây có chiều cao 1m, form tàn đẹp. Khó khăn 65. Thần gió ha, không bị bóp. Củ gốc nở, cây này gần 7 hoành bà con. Đế này chưa khui nha quý cô chú, đế dưới là củ nở nha. Mỹ đỏ lắm, mỹ cam. Cuốn đỏ tươi luôn. Rồi giá luôn anh. Mã số 8. Mã số 8 cây Mỹ đỏ này em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho bà con. Cái form rất là đẹp ha. Đọt đỏ tươi luôn. Tiếp thêm lên mã số 9, giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông. Cây này cái mặt bông nó là hồng sọc. Hồng sọc nữa bà con. Sọc rất là nét quý cô chú. Cánh rất là đẹp. Cây lứa một cốt và phơm tàn thì chia tứ diện ha. Cây này chuyển vọng về sau thành một cây dù. Cây có chiều cao 1m, thốt thân 60. Cây này một cốt gần 7 hoành bà con, gốc nở. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 9 cây hường sọc 4 mặt bông này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 em xin giao lưu bà con là cây Mỹ vàng chanh. Dòng Mỹ vàng chanh nó màu hoa rất là tươi quý chú. Ở xa là nhìn thấy ha, rất là sáng. Cây có chiều cao 1m, thốt thân 40. Cây này một cốt hoành bự bà con. Cây này gần 8 hoành bà con. Rồi. Rồi giá mã số 10 luôn anh. Mã số 10 cây Mỹ vàng chanh này em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho con. Tiếp theo em lên giao lưu bà con cây mã số 11, cây vàng cánh kép, cây một cốt phơm tàn đẹp, vàng kim cúc. Cánh hoa là quý cô chú. Cây có chiều cao 65, thốt thân 20. Cây một cốt phơm tàn. Cây này một cốt 6 hoành luôn bà con. Cây rất là mượt ha, lá xanh. Rồi giá luôn anh. Mã số 11 cây vàng cánh kép này em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho con. Tiếp theo mã số 12 em xin giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ. Cây lứa mà phom thàng bà con thấy rất là đẹp ha. Có một cái cốt chủ chính nè, giữa nè, này lên được 6 tược, một cái tược chính. Lên trên này nó đẻ nhánh nè nha quý cô chú. Cây có chiều cao 75, thốt thân 20. Cây này một cốt 4 hoành bà con. Rồi giá luôn anh, vàng son Cần Thơ. Mã số 12 cây vàng son Cần Thơ em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp thêm lên mã số 13. Một cây vàng son sữa, cây này phơm tàn đều. Bà con cây vàng son sữa. Cuốn nó màu tím nha quý cô chú, cuốn lá màu tím luôn nè. Cây này đang lên nụ rất là sai. Cây có chiều cao 1m, thốt thân 35. Tay cành tứ diện giót đọt luôn nha.
Cái này một cốt gần 5 hoành bà con. Đó, tại cạnh giót đọt đang ôm nụ kẹo chứ. Mỗi đọt mỗi nụ. Rồi giá luôn anh. Mã số 13 cái vàng son sữa này em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Rồi, dòng này cũng còn rất là ít ha. Đặc biệt cái thân nó lên màu tím luôn. Tiếp theo em lên mã số 14, giao lưu bà con là cây vàng sọc. Này vàng sọc cánh bầu đẹp nha bà con, bông đẹp. Hoa đậm nha quý cô chú. Đây. Có cái mặt hoa cho quý cô chú mình sưu tầm luôn. Trong khi mình lựa chọn mình nhìn cái mặt hoa ha, đây. Cánh rất là đẹp luôn. Cây lứa. Này trồng cái đợt đầu quý cô chú, hoa nó mới to đúng không? Cây có chiều cao 75. Cây nó mới lớn vậy nè. Thóc thân 25. Cây này một cốt 6 hoành bà con. Rồi, phơm tán đẹp. Mã số 14 cây vàng sọc cánh bầu này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo em lên mã số 15, xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 mặt bông. Cây này cũng đang là hồng sọc nha quý cô chú, đang có mặt hoa nè. Tỷ lệ sọc cũng rất là nét nha. Đây. Cây có chiều cao 1m. Thoát thân 45. Tay cành động đặc luôn nha. Tứ diện. Cây này một cốt bự nha con, 7 hoành bà con ơi. Phương tròn tứ diện. Rồi giá mã số luôn anh, mã số 15. Mã số 15 cây hường sọc 4 mặt bông này em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo em lên mã số 16, xin giao lưu bà con là cây Mỹ vàng chanh đang full mặt bông luôn nha bà con. Quá xá, kẹo hoa chân. Cây này một cốt thoát thân, phơm tàn đẹp. Bà con thấy cái độ sai hoa ha. Cây có chiều cao 95. Thoát thân 55. Màu hoa rất là sáng nha quý cô chú. Cây này hoành gốc bự lắm nha bà con, mà em đo eo 6 hoành. Đo trên. Hoành gốc nở nha. Rồi, giá luôn anh. Cây mã số 16 cho Mỹ vàng chanh này em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho bà con. Đặc biệt bà con thích cái màu nào thì lựa chọn màu đó ha, màu nào cũng đẹp hết. Mã số 17 em xin giao lưu bà con là cây Mỹ đỏ. Nó lên hoa nè quý cô chú, ở ngoài nó đỏ rực luôn á. Đỏ rất là đậm luôn. Cuốn nó đỏ tươi luôn. Cây có chiều cao 95. Phơm tàn đẹp ha. Thóc thân 50. Cây mượt lá xanh mướt nha. Cây này một cốt 6 hoành mà con. Cái đế còn sâu nha. Đây lá nó đỏ nè quý cô chú. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 17 cây Mỹ đỏ nè em giao lưu bà con là 250k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo em lên mã số 18, xin giao lưu bà con là cây Mỹ tím. Cây này cái form đẹp mà đặc biệt mỗi đọt nó lên mỗi cái nụ nha quý cô chú. Nè. Cây có chiều cao 1m. Thoát thân 35. Form rất là tròn nha. Cây này một cốt 6 hoành bà con. Đây cái form kẹo búp hết trơn. Mỹ tím. Rồi giá luôn anh. Cây mã số 18 cây Mỹ tím này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho con. Rồi. Tiếp theo lên mã số 19, giao lưu bà con là cây vàng sọc. Này cánh bầu anh ơi, búp nó rất là no. Mỗi đọt mỗi búp nha quý cô chú. Đặc biệt cái búp nó kéo sọc hết trơn nha. Đây, kéo sọc đỏ rồi. Cây này cái phơm tàn xòe cái lứa. Cây có chiều cao 85. Thóc thân 30. Cây này thân hơi lắc nha bà con. Cái này gần 6 hoành bà con.
Rồi, giá mã số luôn anh. Mã số 19 cây vàng sọc cánh bầu nè, em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Mã số 20. Mã số 20 em xin giao lưu bà con là cây vàng son Cần Thơ đang râm bông. Cây này cái đọt non, đọt tơ lên rồi quý cô chú, lên đây nó xòe tàn. Đặc biệt cái dòng khác đó thì cái hoa màu gì thì cái cuốn nó sẽ màu đó, nhưng mà vàng son Cần Thơ này hoa màu vàng cuốn màu đỏ son nha, rất là đặc biệt. Cây có chiều cao 90, thốc thân 15. Cây này một cốt 5 hoành bà con ơi. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 20 cây vàng son Cần Thơ này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo lên mã số 21, xin giao lưu bà con là cây hường sọc 4 hoặc bông. Cây này form đẹp nữa rồi con. Một cốt thốc thân cao nha quý cô chú. Cây có chiều cao 1m15, thốc thân 65. Đây cái mặt hoa nè, mặt hoa đang là hồng sọc nha, mặt hoa rất là đẹp nha quý cô chú. Cây này một cốt 6 hoành bà con. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 21 cây hường sọc 4 hoặc bông này em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo lên mã số 22, xin giao lưu bà con là cây Mỹ Cam. Cây này trồng cái lúng này nói chung là lớn nha quý cô chú. Cây này có cái thân lắc ha, về quý cô chú mình quánh cây bài ra là cực kỳ luôn. Bẻ cái đọt này xuống nè, làm cái là gọng lắc chữ C ha. Cây 22 có chiều cao là 1m. Mỹ Cam. Thốc thân 40. Cây này to hoành mà con. Gọng lắc. Củ nở. Cây này chín hoành mà con ơi. Đây, tay cành lên đóng rất là khéo nha. Giót đọt đây nè. Rồi giá luôn. Mã số 22 cây Mỹ Cam này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo lên mã số 23, xin giao lưu bà con là cây Mỹ Trắng, đột biến từ Mỹ Hồng. Rồi, lá xanh nó bóng như là tha dầu tha bở quý cô chú đây nè. Mỹ Trắng. Cây có chiều cao 80, thốc thân 8 cm bà con. Đây bà con thấy hoa mi trắng ha, trắng tinh khiết luôn. Cây này một cốt gần 5 hoành bà con, 4 hoành rưỡi. Rồi mi trắng này cho giá luôn à. Mã số 23 cây mi trắng này em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Rồi một cốt giót đọt chủ nha. Tiếp theo lên mã số 24, xin giao lưu bà con là cây Pháp Tím. Đang râm bông mà con. Cánh hoa rất là to ha. Cây một cốt cây lứa nha. Cây này để bàn, để ban công. Cây có chiều cao 50. Cây này một cốt thốt thân hơi thấp. Được 4 hoành bà con. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 24 cây Pháp Tím này em giao lưu bà con là 300k, bao phí ship cho bà con. Tiếp theo lên mã số 25 cây Mỹ Tím. Cây này form tàn gom nha quý cô chú. Biệt mới nở hoa thì nó hơi nhạt tí, khi mà hoa già nó đậm lên tím tím rực luôn. Cây này thuần để trong mát nên nó hoa nó hơi nhạt tí. Một cốt. Cây có chiều cao 1m05, thốc thân 60. Cây này một cốt gần 7 hoành bà con, gốc nở chưa môi. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 25 cây Mỹ Tím này em giao lưu bà con là 350k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo lên mã số 26. Cây vàng sọc. Cây vàng sọc bà con ơi. Này hoa đậm nha quý cô chú. Này vàng sọc cánh bầu quý cô chú ơi. Đây, mới nở nè. Mới nở lên sọc hồng ha.
lá xanh mướt luôn, quá xá búp luôn rồi. Cây này về bà con mình cắt ngang giống hoặc là ghép. Ở trong cái thân này nó đâm hoa ra luôn nè. Đây nè. Ra nách luôn. 7. Đó là 26 rồi. Lá xanh mướt ha, rất là mượt luôn. Mã số 26. Mã số 26 cây vàng sọc đậm này có chiều cao là 1m3. Cây một cốt mà thoát thân thấp nha bà con. Cây này giờ không biết đâu hoành luôn. Em đo tuốt trên eo luôn nha bà con. Cây này được 7 hoành bà con. Được lên quá xá luôn rồi. Cái này phải buộc lại. Rồi giá mã số luôn anh. Mã số 26 cây vàng sọc cánh bầu này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho bà con. Rồi. Tiếp theo em lên mã số 27. Cây hường sọc 4 mặt bông, cây này form tàn bự nha bà con. Đặc biệt cái mặt hoa đang là hồng sọc rất đẹp nha quý chú, đây rất là nét luôn, cực kỳ đẹp ha. 27 phôm tàn đều. Cây có chiều cao 1m15, thoát thân 60. Cây này một cốt 6 hoành mà con, cốt gốc còn, nở gốc còn sâu nha quý cô chú, mặt hoa rất là đẹp nha. Phôm tàn này rộng bự lớn nha con. Rồi giá luôn anh. Mã số 27 cây hùi sọc 4 mặt bông này em giao lưu bà con là 400k, bao phí ship cho con. Tiếp theo em lên mã số 28. Cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm đang ôm búp ha. Cây rất là xanh lá. Đặc biệt khi mà tím sen Vĩnh Châu nó nở rồi hoa thơm nha quý cô chú. Đây hoa nè, lên về đóng một cái hoa thôi là bà con thấy cây nó... này một cốt thoát thân phơm tàn đẹp nha bà con. Cây có chiều cao 80, thoát thân 25. Quành cây này còn sâu nha quý cô chú, đo ngay vị trí eo ngay cổ đế. Cây này 7 quành bà con. Rồi tím sen Vĩnh Châu hoa thơm mã số 28 giá luôn anh. Mã số 28 cây tím sen Vĩnh Châu hoa thơm này em giao lưu bà con là 500k, bao phí ship cho con. Rồi. Tiếp theo mã số 29 em xin giao lưu bà con là cây vàng sọc ghép. Vàng sọc ghép bà con. Ôi cái phơm tàn quá xá luôn. Đặc biệt cái mặt hoa nó rất là nét nha quý cô chú. Mặt bông. Cái phôi là mỹ cam nha quý cô chú. Đây mặt hoa này là trả lời anh. Mặt hoa này rất là mỗi một cái mặt hoa đều khác nhau cho nha quý cô chú. Đây. Hoa nó đậm nè. Dòng này phải nói cực kỳ phơm lên. Cây này cái phôi nhớt của nó là một củ 4 thân nha bà con. Phôi rất là khỏe ha. Thân chính nó nằm đây nè, giống như một cụm vậy đó. Bốn con thú đang đuổi nhau ha. Này mình đi đo tổng ra anh ơi, chiều cao tới ngang tổng hoành của nó 28 bà con, còn thân thì tầm 8 đến 10. Cái thân chính bên này là lớn nè, lớn 13 luôn. Cái phơm tàn ngang này anh đo tán ngang giùm em anh. Tán ngang của nó là 90, chiều cao của nó là 1m. Sọc rất là đậm nha quý cô chú. Cây này về quý cô chú mình quách cái tàn còn vo ha. Lên cái đùn vô dây đẹp lắm bà con. Rồi giá cho mã số luôn anh. Mã số 29 cây vàng sọc ghép này em giao lưu bà con là 500k, bao phí ship cho bà con. 500.000. Rất là dễ chơi quý cô chú ơi, 500.000. Đặc biệt cái phôi thôi nó rất là lực rồi. Cái này phơm đẹp bà con. Rồi đổi cây luôn anh. Mã số 30. Tiếp theo em lên mã số 30. Giao lưu bà con là cây vàng sọc đời đầu. Vàng sọc Tiền Giang bà con. Con nào chưa có giống muốn nhân giống ra thì những cái cây này rất thích hợp nha. Đây mặt hoa nè. Búp nó xanh vậy là vàng sọc Tiền Giang. Trên đỉnh có mấy cái hoa rất đẹp nha. Này một cốt thoát thân lùng luôn quý cô chú ơi. Bó tàn lại nha, không có xả ra. Cây có chiều cao 1m36, 1m35. Đây mặt hoa nè. Cái này một cốt 7 hoành bà con. Này thoát thân cỡ khoảng 3 cm. Này lên 5 tược nha quý cô chú, tược chính ở đây nè.
Cây đang có 1-2 bông vậy bà con. Còn lại nhiêu là búp hết rồi. Đây, búp bên đây nè. Rồi giá luôn anh. Mã số 30 cây vàng sọc đời đầu Tiền Giang nè, em giao lưu bà con là 1.100.000, bao phí ship cho con. Rồi. Cây mã 30 cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Kính nhà vườn lắp giò, kính mong bà con vô xem và ủng hộ nhà vườn. Dạ xin chào, cảm ơn bà con. Rồi, hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha.